Xin chào tất cả các người yêu. Và ngày hôm nay Thu Mỹ Phạm làm video clip này để hướng dẫn mọi người về cái cách làm sao để lựa chọn được hàng sản phẩm Avely, hàng chính hãng ha. Đầu tiên là mọi người quan sát về cái tem. Trên mỗi hộp sản phẩm thì đều có cái tem chống hàng giả như thế này, có hiện chữ Avely. Và mọi người, cái đặc điểm thứ hai nữa, mọi người có thể tải cái phần mềm scan and check như thế này và check mã code nha. Đây. Đó. Khi chúng ta check mã code lên như thế này thì nó sẽ hiện tất cả các thông tin đầy đủ, như cái sản phẩm này là sản phẩm sữa rửa mặt Avely Care nè. Thông tin rất là đầy đủ, về thương hiệu là công ty cổ phần Yami Việt Nam. Đấy, thông tin về doanh nghiệp tất cả có đầy đủ ha. Địa điểm ngày sản xuất. Đó. Để mọi người có thể lựa chọn được một cái sản phẩm hàng chính hãng. Và mọi người có thể liên hệ mua cái sản phẩm chính hãng thông qua cái Facebook Thu Mỹ Phạm hoặc là số điện thoại là 0933 766 533 để mua được cái sản phẩm Avely chính hãng nha. Xin chào tất cả mọi người.